Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre có tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu sông Tiền. Phần cầu chính vượt sông Tiền có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, quy mô 4 làn xe. Dự án này đã chính thức khởi công xây dựng vào sáng ngày 29 tháng 3. Dự án này được chia làm 6 gói thầu xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2025. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cũng đã quyết liệt vào cuộc giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Dự án này đánh dấu sự hồi phục, đầu tư phát triển mạnh mẽ của đất nước, sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau những khó khăn và khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.